Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, gần đây tờ Quốc phòng Thời báo của Trung Quốc đưa tin rằng nước này đã bố trí các hệ thống rocket chống người nhái lên đá chữ thập trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Sự kiện này là động thái mới nhất trong diễn biến Biển Đông thời gian này Theo sau bài báo của Quốc phòng Thời báo nhiều tờ báo trang mạng khác của Trung Quốc đã đăng khá nhiều bài đánh giá bình luận về sự kiện này. Phần lớn đều đánh giá theo hướng Trung Quốc bố trí loại vũ khí này để chống người nhái của Việt Nam. Trong số các bài viết bình phẩm đánh giá về sự kiện này, mạng Sina đã đăng một bài cặn kẽ chi tiết nhất. Trong đó, họ có nói đến lực lượng người nhái của Việt Nam như một mối đe dọa thật sự và cũng nhắc lại sự kiện bị người nhái Việt Nam gây khó khăn trong vụ dàn khoan Hải Dương 981 hồi tháng 5 năm 2014. Trong bản tin hôm nay, trước hết tôi xin lược dịch lại nội dung bài báo nói trên của mạng sina trước hết trang mạng này viết phòng ngự tầm gần là một khái niệm mới xuất hiện mấy năm gần đây chủ yếu là đối với vùng ven biển đảo và dạn san hô cũng như các tàu thuyền neo đậu trong cảng trong điều kiện không có chiến tranh mấy năm gần đây tranh chấp biển đông ngày một căng thẳng mà việt nam về phương diện tác chiến người nhái lại có kinh nghiệm rất phong phú và cũng đã giành được nhiều thắng lợi rất lớn. Để chống lại mối đe dọa này, Trung Quốc đã tích cực triển khai nghiên cứu và trang bị các hệ thống phòng vệ tầm gần cho tàu thuyền. Có thể kể đến một số hệ thống phòng ngự tầm gần đa nòng kiểu mới, bao gồm ống phóng dốc két chống người nhái, pháo, súng hạng nặng hoặc hệ thống quang điện. Người nhái thông thường dùng để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc thù như thu thập tình báo, phá hoại dưới nước, thâm nhập ven bờ do tác chiến người nhái có tính chất ưu việt trong chiến lược bất đối xứng nên các nước ngày càng coi trọng vận dụng hình thức tác chiến này kéo theo đó cũng là sự phát triển của các loại vũ khí chống người nhái Việt Nam luôn luôn coi trọng tác chiến đặc công nên trong lực lượng đặc công của họ có một nhánh người nhái phát triển tương đối mạnh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam những người nhái này đã xuất quỷ nhập thần gây thiệt hại lớn cho các tàu thuyền của quân Mỹ neo đậu trong các cảng Họ đã đánh chìm hoặc đánh bị thương nhiều tàu Mỹ, trong đó có cả tàu sân bay USS K. Điều này đã dẫn tới sự chú ý của Mỹ trong việc chống tác chiến dưới nước, khiến người nhái Việt Nam phải giảm hoạt động. Sau chiến tranh, Việt Nam vẫn dùng người nhái làm con át chủ bài và vũ khí bắt đối xứng trong cuộc đấu tranh ở Biển Đông. Theo các tài liệu công khai, hiện nay quân đội Việt Nam có nhiều đơn vị người nhái, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trên bờ, dưới nước, tháng 5 năm 2014, trong sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam từng phái người nhái, giải một số lượng lớn lưới đánh cá và các phao lớn, gây cho phía Trung Quốc mối uy hiếp nghiêm trọng về an toàn. Vì vậy, Trung Quốc cũng chú trọng cao độ đối với việc phòng ngự tầm gần cho các đảo và các căn cứ trên Biển Đông. Cho nên Trung Quốc đã bố trí dốc két chống người nhái ở Đá Chữ Thập. Năm 2014, Tập đoàn Công nghiệp Binh khí Trung Quốc đề xuất loại rocket két CSIR-1 cỡ nòng 55 ly để chống người nhái. Đây là hệ thống vũ khí chống người nhái đầu tiên của quân đội Trung Quốc. Nó được phát hiện trang bị trên các công sự trên đá chữ thập. Loại vũ khí này có thể tự động phát hiện, nhận dạng và tấn công người nhái của đối phương. CSIR-1 vốn có nguồn gốc từ loại rocket chống người nhái của Nga, chủ yếu dùng giám sát vùng biển và bảo vệ các căn cứ chiến lược chiến thuật trước các hoạt động thâm nhập phá hoại dưới nước nó có thể dễ dàng tích hợp lên tàu chiến, lên trận địa ven bờ, cũng như nhà máy điện hạt nhân, cảng biển, giàn khoan và các căn cứ chiến lược quan trọng khác. Loại rocket này có ống phóng, hệ thống thu tín hiệu thủy âm để chỉ thị mục tiêu. Thực tế, nó là một hệ thống hoàn toàn tự động, có thể tự động theo dõi mục tiêu di động dưới nước, tự động phán đoán tình huống đe dọa và tự chủ khai hỏa, không cần người điều khiển. Trong cự ly 500 mét, vũ khí này có thể kiểm soát và giám sát rất tốt. Người sử dụng chỉ cần kiểm soát hệ thống máy tính của nó là được. Nếu mục tiêu xuất hiện, người sử dụng ra mệnh lệnh tác chiến, hệ thống có thể tự động tiến hành định vị và tiêu diệt mục tiêu. Với phiên bản cải tiến, phạm vi phòng ngự được nâng lên cự ly 1000m. csar 1 còn có thể làm một hệ thống vũ khí phòng ngự tầm gần cho tàu chiến mặt nước. Khi tàu ở trên bến hoặc neo đậu, loại rocket này có thể bắn đơn, bắn nhiều quả cùng lúc hoặc là bắn hết một loạt để tiêu diệt hữu hiệu người nhái hoặc các mục tiêu di động cỡ nhỏ dưới nước để bảo vệ an toàn cho tàu thuyền. Năm 2016, tại triển lãm Chu Hải, Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Trung Quốc đã giới thiệu một phiên bản mới hơn là CS-LK4. Đây là vũ khí phòng ngự ven biển, mang nhiều ý tưởng thiết kế của người Trung Quốc hơn. CS-LK4 gồm hai bộ phận tạo thành. Một phần được cấy trực tiếp về hệ thống hỏa tiễn cs một 1 làm tăng dũng phóng nguyên bản là 10 lên thành 12. Quả đạn sử dụng gốc két chống người nhái 55 ly do Trung Quốc sản xuất. Loại đạn này dùng đầu đạn nổ sát thương, ngoài nổ là loại hẹn giờ. Phương thức sát thương của nó phân ra làm hai loại là sát thương cứng và sát thương mềm. Sát thương cứng chủ yếu dựa vào sóng xung kích do vụ nổ tạo ra, lợi dụng áp lực lớn tạo thành tổn thương cho nội tạng của người nhái trong nước, thậm chí có thể gây tử vong sát thương mềm là quả đạn khi nổ trong nước sinh ra xung động của các bong bóng khí làm hỏng hóc các thiết bị người nhái mang theo như thiết bị thông tin hoặc kính nhìn đêm như vậy khiến cho người nhái không thể tiếp cận mục tiêu tác chiến được chuẩn xác khiến cho hành động của người nhái trở nên khó khăn và tâm lý của người nhái trở nên khủng hoảng với cuộc đấu tranh khốc liệt của biển đông và hải quân trung quốc ngày càng tham dự vào các sự vụ quốc tế yêu cầu đối với các hệ thống phòng ngự tầm gần này cũng ngày càng trở nên thực tế các hệ thống phòng ngự tầm gần ngoài ống phóng và đạn còn gồm radar và các bộ phận cảnh báo giám sát tổng hợp cả hình ảnh và âm thanh cũng như các bộ phận chỉ huy kiểm soát tất cả tạo thành một hệ thống phòng thủ ba chiều cho tàu mặt nước hoặc ven biển và đảo ngoài ra các hệ thống phòng ngự tầm gần của trung quốc còn có thể tích hợp tên lửa phòng không kết hợp pháo phòng không pháo binh phòng thủ ven bờ để tấn công các loại mục tiêu trên không trên mặt nước và cả dưới nước các bạn thân mến qua nội dung bài viết nói trên của mạng sina có nhiều phần nói về tính năng thông số kỹ thuật của vũ khí chống người nhái nhưng điều quan trọng mà qua sự kiện trung quốc bố trí vũ khí chống người nhái ra các đảo của họ chiếm đóng trái phép chúng ta có thể rút ra được đó là họ xác định người nhái là một đối tượng nguy hiểm thật sự đe dọa an toàn của những căn cứ đó dĩ nhiên nếu họ chưa phải đối mặt với những thiệt hại do người nhái gây ra thì chưa chắc họ đã cần phải bố trí vũ khí chống người nhái nhưng những thiệt hại ấy là gì thì đó là cuộc chiến ngầm. Bên thất bại chẳng dạy dột gì mà kể ra để làm mất tinh thần quân mình. Còn bên chiến thắng thì lại càng không ngốc nghếch khoe ra để tạo cớ cho đối phương tấn công ngoại giao. tờ Sputnik của nga khi bình luận sự kiện này thì cho rằng người nhái của việt nam chưa chắc đã là mục tiêu của việc bố trí này, mà có lẽ trung quốc bố trí các vũ khí chống người nhái này để phòng ngừa lực lượng Navy Sea của mỹ. Tuy nhiên dù là để phòng ai thì một điều có thể phỏng đoán là một cuộc chiến ngầm bằng các lực lượng đặc biệt trên các vùng biển này vẫn quyết liệt dù cho trên bề mặt hòa hoãn của cục diện chung. Báo mạng và cư dân mạng Trung Quốc sau sự kiện này thì hồ hởi, phấn khởi bàn tán. Cho rằng từ trước đến nay, so về mọi mặt trên vùng biển Trường Sa, Trung Quốc cái gì cũng nhiều hơn Việt Nam, từ tàu chiến, tàu ngầm, máy bay. Duy chỉ có lực lượng đặc biệt mà cụ thể là lực lượng người nhái thì chưa bao giờ thấy Trung Quốc dám nhận là họ có ưu thế hơn họ vẫn coi lực lượng đặc công là con át chủ bài trong chiến lược đắc chiến bất đối xứng của Việt Nam. Cho nên ngày nay, truyền thông công bố đã bố trí ra đảo loại vũ khí chống người nhái mà theo mô tả, có lẽ đến con cá bơi trong nước cũng không thoát khỏi được hệ thống này. Thì phía Trung Quốc cảm tưởng mối đe dọa từ dưới mặt nước từ nay đã cơ bản bị loại trừ. Đứng về thế cờ ở Biển Đông nói chung, hành động bố trí các loại vũ khí chống người nhái này của Trung Quốc có lẽ chưa phải là một bước đi làm thay đổi hẳn trạng thái so sánh tương quan vì loại vũ khí này chỉ là vũ khí phòng thủ tầm gần trong vài trăm mét đến một nghìn mét. Nó sẽ chỉ gây khó khăn hơn cho các lực lượng người nhái và sẽ buộc người nhái phải dừng lại nghiên cứu phương pháp qua mặt loại vũ khí này trước khi hành động tiếp. Tuy nhiên, không rõ vô tình hay cố ý, Trung Quốc vừa mới ký vào tuyên bố chung nhắc lại là không có các bước đi làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Chữ ký chưa giáo mực thì báo mạng nước họ dùm beng tuyên bố việc triển khai vũ khí chống người nhái ra đã chữ thật điều này một là phản ánh thái độ hai mặt nói một đằng làm một nẻo đã thành thương hiệu của giới lãnh đạo trung quốc hay là nó có thể là một hành động có tính toán nhằm nhắn gửi thông điệp đến những đối tượng theo tính toán của trung quốc rằng bắc kinh đã tăng cường phòng thủ rất chặt chẽ chứ nên manh động mà thâm nhập đối với chúng ta sự kiện này nhắc chúng ta rằng còn nhiều người đấu tranh và gìn giữ nơi biên cương đang ngày đêm đối mặt với gian khổ hy sinh bản tin hôm nay xin kết thúc tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại